Rồi ok, qua part 2 ha. Look and read, try yes or no. Thì mình không, phần này mình không có làm, nhắc đi nhắc lại. Lý do mình không làm là gì các bạn? Tại vì cái phiên bản mới á, của Cambridge á, thì cuốn sách mà Mover 123 phiên bản mới họ đã bỏ phần này rồi. Cho nên thầy nhắc lại là các bạn không có cần phải làm. Các bạn chỉ cần đọc, dịch. Tức là khi mình đọc, mình dịch, mình hiểu được rồi, mình chép lại thôi, để phục vụ cho cái phần viết của mình. Còn khi mình đã hiểu thì cái việc mà về trả lời yes hay no nó là easy rồi, đúng không? Rồi ok, đọc dịch ha. Both classes have a drink in them. Yes or no? Yes. Nếu ví dụ người ta cho rồi, tức là cả hai cái ly nước thì nó có nước ở trong đó. Mình nhìn lên bàn thấy hai cái ly nè. Đó, cái này là glass thì nó có nước ở trong đây, có drink ở trong. Rồi ví dụ hai, there is cheese in the bigger bowl. Có phô mai ở bên trong cái tô bự hơn. Thì mình nhìn lên mình coi cái tô bự hơn nó là gì, nó có soup. No. This is a smaller bowl. This is a bigger bowl. Và bigger bowl thì nó có gì đây? Salad. Còn cái miếng chi nó có chút xíu nằm trên cái dĩa nè. Như vậy thì thầy chỉ cho các bạn là cái cách người ta làm. Hồi xưa thì thầy bắt học trò làm đó. Nhưng mà bây giờ thì mình bỏ rồi, mình chỉ đọc dịch thôi. There is cheese in the bigger bowl. Rồi tiếp tục ha. Number one, the girl has got long curly hair. Cô gái thì có mái tóc quăng dài ha, dài và quăng. The girl has got curly hair. The girl has got long curly hair. The girl has got long curly hair. Rồi number two, the rainbow is behind some gray cloud. Cái cầu vồng thì nó đằng sau một vài cái đám mây màu xám. The rainbow is behind some gray clouds. Number three, the picture of a man and a boy on the wall is next to a square clock. Cái bức hình của người đàn ông và cậu con trai ở trên tường thì kế bên cái đồng hồ hình vuông. Rồi, the picture of a man and a boy on the wall is next to a square clock. Rồi, number four, you can see a computer on the small cupboard that is near the girl. Bạn có thể nhìn thấy một cái máy tính ở trên một cái tủ nhỏ, mà cái tủ đó đó, cái đát này thế cho cái tủ đó nó gần cô gái hơn. You can see a computer on the small cupboard that is near the girl. Number five, the baby is hiding his bottle of milk under his chair. Cái đứa bé thì nó giấu cái chai sữa ở dưới cái ghế. The baby is hiding his bottle of milk under his chair. Rồi chữ này mình đọc là bottle, âm Mỹ. Mình đọc là bottle, tiếng Anh ha, Anh. Rồi vậy các bạn muốn đọc cách gì cũng được. Number six, the man who is wearing a green jacket has a mustache. Cái người đàn ông thì cái người mà mặc cái áo vest màu xanh lá cây thì có râu mép. Mustache là râu mép ha, beard, râu cằm. Ok, the man who is wearing a green jacket has a mustache. Rồi đọc lại ha. The girl has got long curly hair. The rainbow is behind some gray clouds. The picture of a man and a boy on the wall is next to a square clock. You can see a computer on the small cupboard that is near the girl. The baby is hiding his bottle of milk under his chair. The man who is wearing a green jacket has a mustache. Rồi xong part 2 ha.